Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu và so sánh hai bộ bàn chải để răng điện của hãng Orambi có tên là Vitality. Đây là hai bộ bàn chải dòng Cross Action, tức là cái đầu bàn chải này nó được thiết kế dạng xoắn để giúp chải răng hiệu quả hơn. Bộ bên phải tôi là dòng sản phẩm có xuất xứ từ nước Úc, tức là được mua tại Úc. Còn bên trái tôi là sản phẩm được mua tại thị trường Đức. Và chúng ta sẽ xem là hai cái này có gì khác biệt không. Thứ nhất, về mặt tính năng thì hai cái này đều có khả năng là chạy trong vòng 2 phút là sẽ tự ngắt. Đây, nó sẽ tự ngắt sau 2 phút. Và có khả năng sạc không dây bằng đế sạc, tức là chúng ta đặt lên không có tiếp xúc bằng dây dẫn thì rất an toàn trong nhà vệ sinh. Kích thước thì khá giống nhau và cũng chỉ có một nút bấm thôi. Khi bấm nút này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chạy. Và bàn chải này nó chạy, nó chỉ lắc thôi, nó không xoay tròn nhá. Đấy, cái này cũng thế, chúng ta cũng bấm lên nó sẽ chạy thôi. Đấy, bấm lại tắt. Đều là của Braun, liên kết với Orambi. Orambi thì chuyên sản xuất cái đầu bàn chải rất nổi tiếng, còn Braun là chuyên về các thiết bị gia dụng. Đóng gói cũng rất giống nhau, chúng ta sẽ có đế sạc trong này. Trong này cũng đế sạc và thân bàn chải. Tuy nhiên, đặc điểm khác nhau ở đây là gì? Cái bàn chải mà mua tại Úc thì chúng ta thấy là được tặng kèm thêm một cái đầu bàn chải. Nên các bạn sẽ thấy là sẽ tiết kiệm hơn. Hai đầu này các bạn có thể dùng thay thế được. Còn mua tại Đức thì chỉ có một đầu thôi. Đây, thành phần chúng ta sẽ có gì? Một cái thân bàn chải, hai đầu và một sạc. Cái này thì chỉ có một thân, một đầu và một sạc. Tuy nhiên, có sự khác biệt đó là gì ạ? Tại bộ mua tại Úc ấy, thì chúng ta thấy là cái, nó ghi rất rõ đây là cái đầu bàn chải thì là được sản xuất tại Đức. Tức là hai cái đầu bàn chải này thì được sản xuất tại Đức. Nhưng mà cái sạc và cái thân bàn chải thì được sản xuất tại Trung Quốc. Còn đây là được bán tại Úc bởi công ty Protex Gram Gamber của Úc, được phân phối về công ty đó. Còn vẫn là sản phẩm chính hãng của Braun. Thế còn cái sản phẩm mua tại Đức thì chúng ta thấy ở đây sẽ là made in gì ạ? Ở đây nó ghi rất rõ là tất cả đều là made in Germany. Tức là toàn bộ cái phần thân bàn chải, đầu bàn chải và cả sạc pin cũng đều là made in Germany. Và nhìn phía sau này chúng ta cũng thấy một sự khác biệt một chút. Đó là cái bàn chải mua tại Úc thì sử dụng cái pin công nghệ NICD. Còn bên bàn chải mua tại Đức thì dùng NIMH. Tất nhiên hai cái này đều an toàn, tuy nhiên NIMH này thì an toàn hơn với NICD. Còn trong quá trình sử dụng thì cũng chưa ai bị hỏng hay nổ cái sạc này cả, nên các bạn cũng yên tâm. Cái pin này cũng rất là tốt. Đây các thông số chi tiết về cái bộ bàn chải này. Do là sản phẩm chính hãng của Orambi và Braun thì các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của nó, cũng không cần lo lắng lắm về cái nơi sản xuất hay xuất xứ, vì hai thị trường Úc và Đức cũng đều là thị trường có chất lượng rất là tốt. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu này ghi rất rõ ở đây, cái cục sạc là 3757 kiểu này, cái tay cầm kiểu 3710 này. Đấy, hai tay cầm này hơi khác nhau nhưng đầu bàn chải này các bạn đều thay cho nhau được. Và tùy vào nhu cầu chúng ta có thể chọn mua sản phẩm nào được, cũng được. Như tôi thì tôi sẽ chọn mua cái của Úc, chúng ta sẽ có lợi hơn là hai đầu bàn chải. Còn tất nhiên có điều kiện thì chúng ta sẽ mua của Đức cũng được. Với cái nguồn gốc là sản xuất tại Đức cũng đáng giá tiền hơn, đúng không ạ? Để tìm hiểu kỹ hơn về các bộ bàn chải để răng điện của Orambi, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.